này hả cô? Để con thử cho cô nha. Con thấy cái này đẹp không? Dạ cái này đẹp rồi cô. Và cô lấy cái kiểu này cũng được. Để cô thử coi ha. Dạ. Lam Anh, Lam Anh, hả? Cái gì vậy? Mùa này đẹp không? Đẹp đó. Ủa mà bà định mua hả? Chị xem cái này hả? Mua làm gì? Dạ. Cái này đồng hồ nam mà. Bà có cái đồng hồ mới cáo rồi, mua làm gì nữa bà? Chị lấy giùm em đi. Dạ. Tôi mua để tặng ba tôi. Trời ơi, sao bà khách sáo quá vậy? Bà mua tặng bà cái này, bà mua cái khác tặng lại. Chẳng khác nào ơn đền nghĩa trả, sòng phẳng quá à. Coi chừng phản tác dụng đó nha. Mà nếu là sinh nhật của ba bà thì ok. Thì tôi mua để tặng quà sinh nhật cho ba tôi mà. Sao mà từ nãy giờ tôi thấy bà có cái gì đó không được bình thường nha. Hay là bà bị lây nhiễm tâm bệnh má của Bộ Châu hả? Nét mặt của bà không có được tự nhiên. Đúng không? Tưởng tượng không à. Làm sao mà không được tự nhiên? Thôi mua đi, người ta đợi kìa. Chắc chắn mua rồi. Trúc. Trúc. Dạ. Trúc. Ra đây con. Lẹ con. Ra đây. Má, má con sao vậy gì? Để má nằm xuống đi. Lẹ đi. Lên đây nghỉ đi. Rót miếng nước cho má con đi. Má con sao vậy gì? Dì cũng không biết nữa. Hồi nãy á, là dì thấy má con nằm ở dưới đất á. Dì cũng không rõ nữa. Mai mà có chú hai ở đây á, không có dì cũng biết tính làm sao nữa. Con cảm ơn dì, con cảm ơn chú. Không có gì đâu con, hàng xóm láng giềng với nhau cả mà. Vả lại chú thấy má con bị như vậy là do làm việc quá sức đó. Dạ. Má thấy trong người sao hả má? Má mệt lắm. Ở nhà có thuốc men gì không con? Bệnh tim mà lúc nào cũng có thuốc để trong nhà hết á. Dạ, nhà con không có. Vậy thôi để má con ở nhà sao được. Lỡ đêm hôm có chuyện gì rồi sao? Thôi vô bệnh viện đi. Lúc nào cũng có bác sĩ, có thuốc men nữa. Không, tốn kém lắm, tôi không đi đâu. Không lẽ ở nhà chỉ để nạp mạng à? Không có tiền thì để bà con lối xóm giúp đỡ một tay. Thì cứ nói cho thằng Nam nó biết để nó phụ lo chứ. Chứ con trai trong nhà làm gì? Anh hai nói phải đó chị. Không nên thương con kiểu đó. Để dạy cho nó có trách nhiệm với gia đình đó chị. Má. Má. Má con mệt lắm rồi đó. Má con bị sao vậy gì? Phải má. Đường chị đi bệnh viện liền thôi anh hai ạ. Rồi rồi rồi, để tôi về lấy xe nha. Nhá. Về nha chú. Má, má đừng có bỏ con nha má. Má. Anh má hai ơi. Con về chưa chú? Má không thể ra đi. Má không gặp mặt anh hai con đâu. Chị đừng có nói lung tung. Thằng Nam sẽ về thăm chị mà. Chị Nam ơi, làm ơn kêu thằng Nam về cho tôi đi chị Nam. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Nó sẽ về, nó sẽ về, nó sẽ về mà chị. Anh không xuống bơi hả? Xuống bơi với em cho vui. Thầy nhảy chân bơi tiến bộ như vậy là tôi vui lắm rồi. Em bơi được chính là nhờ anh đó. Nhờ có anh bên cạnh em mới cảm thấy được thoải mái. Nhã Trân. Hả? Hôm nay tôi có chuyện này muốn nói với Nhã Trân. Chuyện gì nói sau đi. Đợi em chút, em có chuyện này muốn nói với anh trước nè. Chuyện này là sao hả bà?
Cậu Hoàng Nam, bạn học của Nhã Trân, dạy Nhã Trân bơi đó. Tặng anh nè. Cái gì vậy? À, anh nhận đi, rồi mở ra xem sẽ biết. Em không có hại anh đâu, đừng có sợ. Cảm ơn Nhã Trân. Nhưng mà tôi không có lý do gì để nhận quà hết. Nhã Trân cất đi. Anh không nhận là em buồn đó. Nó đâu có đáng gì đâu, chỉ là món quà để kỷ niệm anh dạy em bơi thôi mà. Nhận đi. Dạy bơi chút đỉnh có đáng gì đâu mà nhận quà. Tôi cũng dạy cho nhiều người biết bơi để phòng thân thôi. Nhã Trân làm vậy tôi áy náy lắm. Vậy thực sự tôi rất quý mến Nhã Trân mà. Anh quý mến em. Nhưng mà có thiệt không hay là chỉ nói xã giao thôi? Tôi nói thật lòng mà. Vậy thì anh phải nhận món quà này mới được. Thôi mà Nhã Trân, tôi cảm thấy xấu hổ khi làm cho người khác một điều gì đó mà lại nhận quà cáp của người ta. Anh có phải quan chức đâu mà sợ bị người ta nói là ăn hối lộ. Em ghét nhất là những kẻ đi hối lộ và những kẻ ăn hối lộ của người khác. Nhã Trân à, Nhã Trân không cần phải tặng quà cho tôi đâu. Như vậy khi mà xa Nhã Trân, tôi sẽ cảm thấy không vướng bận điều gì. Hả? Sao mà xa? Anh đi đâu hả? Tôi có việc phải về quê một thời gian. Để làm gì? Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi mà. Tôi về quê để giải quyết một số chuyện vậy mà. Là chuyện gì? Em có thể giúp cho anh được không? Thôi tôi nghĩ không cần đâu. Vậy thì anh cứ nhận món quà kỷ niệm này đi. Em năn nỉ đó. Nhận đi mà. Cảm ơn Nhã Trân, nhưng tôi phải đi đây. Nhã Trân bảo trọng nha. Anh Nam. Con chào hai bác. Ba, đây là anh Hoàng Nam. Ba biết rồi. Thầy. Con bơi xong chưa? Dạ chưa. Bơi như vậy đủ rồi. Nhưng mà con chưa biết bơi sải, bơi bướm, bơi ngửa. Con chỉ mới biết bơi ếch thôi à. Để Tuấn Trung ở Mỹ về sẽ dạy cho con. Tuấn Trung á là vị hôn phu của con. Sẽ dạy cho con tốt hơn cậu này. Chưa chắc người nào tốt hơn người nào. Con gái à, cuối tháng này Tuấn Trung sẽ về tới đây rồi. Dạ con xin phép hai bác. Con về. Nam về ngay. Cậu về đi. Anh Nam. Trân. Từ nay trở đi ba không muốn thấy cậu ta bước chân vô nhà mình nữa, nghe chưa? Ba. Thôi con à, con nên nghe lời ba đi con. Cậu Hoàng Nam không phải là đối tượng hợp với gia đình mình đâu con à. Nhưng con thích ảnh. Alo. Em Trúc nè anh hai. Chuyện gì vậy Trúc? Em đang ở bệnh viện nè, má vừa nhập viện á. Má bị sao vậy? Má bệnh phải vô cấp cứu. Anh hai có về liền được không? Em cố gắng chăm sóc cho má nghe. Anh sẽ về liền. Dạ, anh về liền nha. Nam đi đâu vậy? Má của em bị bệnh, em phải về quê gấp. Chị Bích, có chuyện này muốn nhờ chị giúp cho. Việc gì? Giúp cho Nam á, Bích sẵn sàng. Có chiếc xe tàn ngoài kia, em cầm cho chị lấy đỡ mấy triệu để về lo thuốc thang cho má của em. Rồi khi nào em lên thì em trả lại cho chị.
Trời ơi, Bích với Nam á, giúp nhau không hết thôi mà cầm cố gì chứ. Bích á, sẽ cho Nam mượn vài triệu, khỏi có lời lãi gì hết trơn á. Thấy Nam á, là con có hiếu, Bích thương. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Mà chừng nào Nam lên? Dạ, cũng chưa biết. Nhưng mà chắc chắn em phải lên, để còn dự lễ tốt nghiệp nữa. Cũng phải hơn một tháng nữa chị. Sao lâu quá vậy? Bộ... chị tính lấy lại phòng cho người khác thôi hả? Đâu có, Nam lại nghĩ sai về Bích rồi. Nếu Nam biết lòng dạ của Bích ra sao á, thì Nam không có nói như vậy đâu. Dạ, em xin lỗi chị. Nam đi lâu quá, Bích cảm thấy trống trải lắm. Dù sao, Nam ở đây cũng 4 năm rồi. Từ khi Nam mới chân ướt chân ráo dưới quê bước lên đây học. Dạ, chị nhớ dai ghê. Bích coi Nam như người thân đó. Nam về quê rồi, hàng ngày không có Nam đi ra đi vô. Bích... Nam cầm tiền này về, lo cho má đi. Dạ, em cảm ơn chị. Thôi, bây giờ em giao nhà cho chị, em đi cho kịp chuyến xe về. Nói đi là đi cái rẹt sao? Xe tốc hành ở Sài Gòn Trà Vinh thiếu gì? Chuyện má em là chuyện quan trọng mà chị, em phải về liền. Bích xin Nam một chuyện. Nam làm cho Bích rồi Nam đi đâu thì đi. Dạ. Bích sẽ được an ủi lắm á. Dạ, có chuyện gì chị Bích cứ nói đi. Nam, Nam ôm Bích lại được không? Dạ không được đâu chị, em ngại lắm. Dạ thôi, bây giờ em đi nghe, cho kịp chuyến xe. Em chào chị. Sao lại cứng rắn như vậy chứ? Dù sao cũng chỉ là một món quà thôi mà. Tại sao không nhận? Lại thêm ba nữa. Tự nhiên khi không cứ đem cái ông Tuấn Trung đáng ghét đó vô làm gì? Nè, con đang nghĩ ngợi gì đúng không? Dạ đâu có đâu má. Má thấy cái vết trên trán con kìa. Dạ đâu. Má chỉ giỡn với con cho vui thôi. Má cứ chọc con hoài. Con đang có tâm trạng phải không? Nói má nghe đi. Những gì ba con nói có thiệt không má? Sao con không biết gì hết vậy? Ít ra con cũng phải được hỏi ý kiến chứ. Con đâu phải là con nít nữa đâu mà ba đặt đâu con ngồi đó. Con không đồng ý. Con chưa nghĩ gì hết về anh Tuấn Trung. Con đã có người yêu rồi. Ai vậy con? Anh Hoàng Nam đó. Cậu Hoàng Nam dạy bơi cho con đó hả? Trời, con gái của má lúc này cũng biết nói giỡn quá ha. Con nói thiệt, con không giỡn. Con à, con đã nghe ba con nói chưa? Con biết tánh ba con rồi chứ. Nhưng cũng không có nghĩa là con phải chịu sự áp đặt của ba. Con không yêu anh Tuấn Trung, con yêu anh Hoàng Nam. Con à, Tuấn Trung có kém cỏi gì đâu con. Có thể Tuấn Trung rất hoàn hảo đối với nhiều người, nhưng rất tiếc là con không yêu anh ta. Con yêu Hoàng Nam vì điều gì? Má công nhận là cậu ta rất đẹp trai và có sức hấp dẫn. Nhưng nếu cậu ta hấp dẫn con thì cũng có thể hấp dẫn với các cô gái khác. Chọn một người phối ngẫu như vậy, má nghĩ là con không có khôn ngoan đâu.
anh Hoàng Nam không phải là một người như má nói. Anh có những đức tính mà người khác không có được. Đức tính gì? Con nói cho má nghe coi. Lòng nhân ái nè, tính nghĩa hiệp, sự hy sinh và biết yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn. Những điều đó rất cần, nhưng mà chưa có đủ đâu con. Con tìm hiểu về gia thế cậu ta chưa? Dạ chưa. Đó, thấy chưa? Con chưa từng tìm hiểu về gia đình gốc gác thân nhân của cậu ta, mà con đã vội vàng trao hết cả cuộc đời con cho người ta rồi. Con có học thức, con cần phải soi xét những vấn đề với mọi góc độ khác nhau. Lý trí của con để đâu hả? Để đây, trong trái tim con. Tình yêu là một bí mật má à. Chỉ có những người đang yêu mới cảm nhận được nó một cách đầy đủ và trọn vẹn tất cả những cảm xúc của nó. Má không thể chia sẻ được đâu. Con coi chừng đó, con bị cậu ta mê hoặc rồi. Má nghĩ là cậu ta dùng bùa ngải, ma thuật. Những khi tiếp xúc với con, cậu ta từ từ làm cho con si mê đó con. Con nói thiệt cho má biết đi, có phải con và cậu ta đã... Sao má biết? Hả? Sao má lại coi thường con như vậy? Má xin lỗi, nhưng mà má nghĩ chỉ có như vậy con mới bảo vệ cậu ta hết lòng thôi. Má không biết đâu. Thậm chí khi tập bơi, ảnh còn ngại đụng vào người con nữa kìa. Thật sao con? Má không tin. Đối với một cô gái đẹp như con thì... Đó là sự thật. Tin hay không thì tùy má. Con thích anh ấy. Thích thật sự. Không vì một lý do gì hết. Thậm chí có thể quan đường với nhiều người, trong đó có má. Như vậy con không cảm thấy là con bị tổn thương đến danh dự của con hay sao? Không. Vì con cảm nhận được một điều, hình như ảnh cũng thích con. Nhưng vì một lý do gì đó khiến ảnh ngại ngùng. Lý do gì? Lý do gì ta? Hả? Chẳng lẽ cậu ta không phải là đàn ông? Con không biết, vì con và anh ấy chưa từng... Vậy thì cũng tốt. Điều đó giúp cho con sớm dứt khoát với cậu ta. Má cũng biết có nhiều trường hợp như vậy đó. Hay là con bố trí cho má gặp Hoàng Nam tại một quán cà phê vắng vẻ nào đó để má... Không. Con không muốn má làm tổn thương ảnh. Nhưng má là má của con, má có bổn phận bảo vệ con. Con nghĩ không phải vì chuyện giới tính đâu. Vậy là chuyện gì? Má coi còn một lý do gì khác thực tế hơn không? Con tới nhà cậu ta chưa? Ba mẹ cậu ta còn không? Gia cảnh cậu ta như thế nào? Nhà ảnh ở dưới Trà Vinh á, con chưa bao giờ tới đó. Con nghe nói ảnh đang sống với mẹ và em gái, còn ba thì mất lâu rồi. Ngoài đi học ra, cậu ta còn làm gì không? Hình như ảnh còn đi làm để trang trải học phí và ăn ở. Cũng có thể là như vậy. Mà vậy là sao má? Cậu ta tự thấy không xứng đáng với gia đình mình, vì nhà quá nghèo. Trong khi đó thì con ngược lại. Chuyện giàu nghèo đó xưa rồi mà má. Bây giờ đời mới rồi, những giá trị cũng khác đi chứ. Con à, con chưa bao giờ con nếm trải, cho nên á, con không biết cái khoảng cách giàu nghèo là một cái gì đó ngăn trở khó vượt qua đâu con à. Tuy nhiên má cũng thấy hơi lạ. Lạ gì má? Thông thường thì trong các trường hợp này á, hầu hết các chàng trai đều tính tới cái chuyện đào mỏ. Được một cô gái xinh đẹp, con nhà giàu, yêu thương thì còn gì bằng. Còn cậu Hoàng Nam thì lại tránh né con. Ảnh con thấy ảnh chưa bao giờ mở miệng tán tỉnh con, dù ảnh biết là con thích ảnh. Thậm chí con tặng ảnh chiếc đồng hồ ảnh còn không nhận nữa kìa.
Có chuyện đó sao? Con à, con không nên vì yêu mà hạ thấp giá trị của mình như vậy. Không, không phải. Con chỉ đền cho ảnh thôi. Tại vì trong một lần đi công tác xã hội, Con bị bọn lưu manh tấn công, rồi ảnh ra tay cứu, Nên mới bị bể đồng hồ. Thôi được, hôm nay má hiểu vấn đề của con rồi. Nhưng mà con nhớ, con đừng đem chuyện này kể với ba là sẽ không hay đâu con à. Để đó má tính. Má muôn năm. Con là con gái của má mà, má không lo sao được. À, nhưng mà con phải sắp xếp cho má gặp cậu Hoàng Nam. Má muốn tìm hiểu thêm về cậu ấy. Nhưng mà bữa đó ba nói chuyện nặng quá, con sợ ảnh bị sốc. Để con liên lạc với ảnh thử coi sao. Con sẽ thuyết phục ảnh. Con cảm ơn má. Ai mà đẹp dữ vậy ta? Nghe nè bạn Hiền. Bà xong chưa? Hey, tôi xong từ lâu rồi. Ủa, mà cái câu này á, bà phải hỏi bà Lâm Anh mới đúng chứ. Bà đó là chúa lề mề á. Yên tâm đi, Lâm Anh nó xong lâu rồi. Mấy giờ bà tới đó vậy? Chắc khoảng 7 giờ á. À, mà thôi, chắc giờ này tôi chạy luôn á, để khỏi mắc công bị kẹt xe. Ê, Bội Châu, tôi có chuyện này muốn hỏi bà một chút. Chuyện gì vậy? Bà nói đi. Sao mới nghe cái vẻ quan trọng vậy? Bữa giờ bà có gặp anh Hoàng Nam không? Ừ. Sao tự nhiên bà hỏi tôi? Nè, đừng có nói là muốn chuyển giao ảnh qua cho tôi rồi nha. Tôi hỏi thiệt mà. Tôi có việc muốn nhờ ảnh. Ủa vậy sao bà không gọi điện cho ảnh? Bà có số của ảnh rồi mà. Mệt quá à, mắc cỡ gì chứ. Thời buổi này á, thích anh chàng nào là phải nhào vô tấn công liền. Chậm chân là con khác nó cướp mất đó. Có gọi nhưng mà cứ bị ngoài dòng phủ sóng. Ngoài dòng phủ sóng? Ừ, vậy coi chừng đang trong dòng phủ mền đó nha. Cái anh chàng đẹp trai này đào hoa lắm á. Không chừng lúc bà gọi, ảnh này đang du dương bài hát mít kinh lớn với một em nào đó cũng nên. Bà quỷ, nói với bà cũng như không à. Nói bậy nó bạ không à, ghen rồi hả cô nương? Ai biểu á bà thích mấy anh chàng đẹp trai quá làm chi? Thôi nha, không có chọc quê nha. Cái ông Hoàng Nam này không biết đi đâu nữa. Sao tự nhiên lại khóa máy? Có khi nào như Bộ Châu nói không? Chết, trễ giờ rồi. Đâu đó. Hôm nay con có hẹn đi chơi với mấy người bạn. Lúc này đi hơi nhiều nha. Hôm nay là ngày đặc biệt của con mà. Má không nhớ hả? Ngày gì mà đặc biệt? Má không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Chỉ là ngày thường thôi, có gì đâu mà nhớ. Không. Tội nghiệp má. Từ ngày ba mất đi, má lúc tỉnh lúc mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại.
Không ngờ cô em của tôi xinh đẹp như người mẫu thời trang nha. Đi đâu vậy em? Anh làm cái gì vậy? Tránh ra coi. Em càng dữ tợn, em càng hấp dẫn đó nha em gái. Nè, tôi không có phải là em gái của anh nha. Làm ơn lấy cái chân ra tránh chỗ khác cho tôi đi. Đúng rồi, em đâu phải em gái của anh đâu. Đúng không? Em là con riêng của má, anh là con riêng của bà. Hả? Cảm ơn em đã nhắc nhở anh điều đó. Vậy thì càng tốt, không có gì phải lấn cấn để anh với em. Anh im đi. Im cái miệng giùm đi. Làm ơn cẩn thận lời nói của anh giùm cái. Cá tính quá à. Quá cá tính luôn đó. Anh thích. Anh làm gì vậy? Chinh phục được em đó. Quả là điều anh thích lắm. Và anh sẽ đợi cái ngày đó. Nè, tôi không có rảnh để đứng đây nghe anh nói chuyện cà rỡn hả? Anh làm ơn xê ra chỗ khác cho tôi đi đi. Nói anh nghe, em hẹn hò với thằng nào? Hẹn hò với thằng nào? Hả? Nói đi, nói. Anh có tránh ra không? Anh làm gì vậy? Anh không tránh ra tôi la lên giờ á. La hả? La đi, la lớn lên nữa đi. La đi. Ê, la đi. Anh làm gì vậy? Mày để cho con gái tao yên như mày. Làm gì? Làm gì đâu? Rồi sao? Rồi sao? Hả? Đồ khốn. Con gái của má, nay gái má đẹp lắm á. Con thấy má đẹp không? Má đẹp lắm phải không? Đẹp ha. Con đi vậy má? Đâu vậy? Ê, bà Châu, sao tới trễ vậy? Phạt nha. Sao buồn vậy? Bữa nay là ngày vui mà. Tôi lên đi. Bộ bà bị giật đồ hay là bị té xe phải không? Nói gì bậy bạ vậy bà? Tự nhiên giật đồ té xe gì trù ẻ tôi hả? Không chứ, sao có mặt bà bí xị vậy? Ủa? Chứ không lẽ lúc nào cũng cười hè gì hoài hả? Cuộc sống thì cũng phải có lúc vui lúc buồn chứ hả? Nhưng mà hôm nay là ngày bà sinh ra đời. Buồn như vậy là sai văn phạm đó, hiểu chưa? Văn phạm của tôi là như vậy. Bây giờ tôi thấy cuộc sống của tôi á không còn là màu hồng nữa, mà là một màu xám. Thôi, stop here. Hôm nay là ngày vui, không có nói chuyện buồn nữa. Bây giờ mình cười nghe đi. 1, 2, 3. Cười gì kỳ vậy? Tôi đi toilet, có ai đi với tôi không? Tôi. Đi. Định bỏ tôi mình đây hả? Lẹ nha. Hai bà này đi toilet không mà làm gì lâu dữ vậy không biết nữa. Ủa sao tự nhiên bị cúp điện vậy? Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của cháu, mừng ngày sinh nhật của cháu, mừng ngày đó cháu sinh ra đời. Happy birthday bé cháu. Cầu nguyện đi. Cầu nguyện đi. Cầu nguyện xong rồi. Thổi nến đi. Cảm ơn Trần và Lâm Anh nhiều lắm. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Hôm nay là ngày sinh của Châu mà sao Châu khách sáo quá vậy? Vui lên đi, tụi mình là chị em mà. Hả? Nếu mà trong cuộc sống này không có Trân, không có Lâm Anh, chắc bộ Châu sẽ buồn lắm. Trời đất ơi. Trời ơi, bà Châu này lại dậy nữa rồi. Thôi đi, bà sến quá. Bà làm tôi muốn khóc thề quên nè. Thôi, không khóc nữa, vui lên. Yeah. Chính xác. Cùng đi. Yo. Now. Dạ cô. Má con ngủ chưa dì ba? Dạ chưa, bà đang chờ cô trong phòng khách á. Sao dì ba không kêu má tôi đi ngủ đi? Dạ bà chưa chịu ngủ. Cô vô đi. Dạ con chào dì ba. Dạ cô Bội Châu phải không? Dạ. Dạ. Dạ con chào bác. Má sao má chưa ngủ giờ? Má chờ con về. Con chưa về má không ngủ được. Giờ con về rồi, má đi ngủ đi nha. Con uống rượu à? Con bắt đầu uống rượu từ khi nào? Bữa nay là sinh nhật của Bội Châu, tụi con uống có chút xíu à. Bác, làm anh chỉ uống chút xíu cho vui chứ con với Nhã Trân thôi. Nhưng má không muốn con gái má uống rượu. Con gái uống rượu là hư hỏng, là không tốt. Con biết không? Con xin lỗi má. Nhưng mà con cũng lớn rồi mà má. Con sắp tốt nghiệp ra trường, sắp bước vào đời, con phải biết uống rượu xã giao chứ má. Nếu con lớn rồi thì thôi, má không chờ cửa con nữa. Bà thiệt là diễm phúc khi có má ngồi chờ đợi bà về. Bà đừng có buồn nữa mà Bội Châu, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Tôi không muốn về nhà nữa. Bây giờ tôi về đó không còn là nhà của tôi nữa. Bây giờ nó là nhà của người khác rồi. Sao bà lại nghĩ như vậy? Má của bà không phải là má của bà sao? Nhưng nếu cứ tiếp tục ở đó, tôi sợ tôi không giữ được mình. Bà nói vậy có nghĩa là sao? Mệt quá, nhức đầu quá. Thôi lên ngủ đi. Đi.
Má sao vậy? Má không sao đâu con. Tại má lạnh cổ nên má ho chút vậy mà. Con làm gì mà sao con khuya rồi mà còn chưa ngủ nữa? Má, ngày mai con sẽ qua nhà bác Ba Hậu nha. Chi vậy con? Con muốn xin việc làm. Con muốn làm cái nghề hàng đấy giống như ba lúc trước vậy đó. Đâu có được. Công việc đó nguy hiểm mà nặng nhọc lắm. Con không có quen đâu. Má à, má tưởng con không biết gì về cái nghề hàng đấy hay sao? Con sẽ cố gắng thuyết phục bác Hậu mà. Nhưng mà con đã sắp ra trường rồi, con còn muốn theo nghề biển làm gì? Bộ con bỏ học rồi hay sao vậy? Dạ đâu có má. Tại con muốn tranh thủ khoảng thời gian con nghỉ hè về quê thay đổi không khí đó mà. Con muốn giãn gân giãn cốt, chứ trên thành phố á, suốt ngày ngồi học trong giảng đường hoài, cứng tay cứng chân hết luôn. Nếu con nói vậy thì được. Nhưng mà Nam à, hồi ba con mất tới giờ, má đầu tắt mặt tối để lo cho tụi con ăn học thành tài, để nhà mình thoát khỏi cái cảnh cơ cực này. Con phải phấn đấu cho bằng người ta, để ở dưới suối vàng ba con được mãn nguyện nha con. Dạ. Con vẫn nhớ là má dặn hôm con lên Sài Gòn mà. Thôi, bây giờ má mệt rồi, má nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhớ uống thuốc đúng giờ nha. Má, con cũng vậy đó, đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya quá. Sức khỏe là quan trọng biết không con? Dạ. Con đi ngủ đi. Được rồi, con ngủ đi. Alo. Alo, ngủ chưa? Bà chưa ngủ nữa hả? Chưa ngủ được nên mới phá bà nè. Có chuyện gì mà ngủ không được hả? Đêm rồi mà bị Hoàng Nam hành nữa phải không? Đi làm thầy bói đi, nói đâu trúng đó. Bà hứa với tôi gì nhớ không? Nhớ chứ sao không? Mai tôi với lại Bội Châu đi tìm Hoàng Nam cho bà, được chưa? Thôi, đôi Bội Châu vô làm cái gì? Bà đang buồn để bà yên đi. Ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Có chuyện gì mà không có ba đứa mình chứ? Đoàn kết là sức mạnh đó. Thôi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi nè. Rồi, ngủ đi. Sự nghiệp mà thành công tôi sẽ đãi hai bà ăn bún bò.
Ok, bye bye. Nãy giờ những gì con nói chuyện với bác, con mong bác giữ kín, đừng có nói lại cho má con biết. Con sợ má con bị sốc, bệnh sẽ nặng thêm. Bác hiểu, bác cũng thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn hiện giờ của con. Vì kiếm tiền trị bệnh cho má con, nhưng liệu con đi làm như vậy, con có được không? Con nghĩ là được mà bác. Không có nghề nghiệp nào thấp kém, chỉ có người bất tài mà thôi. Kiếm được đồng tiền lương thiện bằng chính sức lao động của mình là điều mà xã hội đáng hoan nghênh mà bác. Nhưng với tấm bằng tốt nghiệp đại học của con thì nó sẽ có những vị trí rất xứng đáng hơn nhiều kìa, chứ không phải như cái nghề trên trời dưới biển, như cái nghề hàng khơi của bác. Bác cũng thấy áy náy trong lòng, dù sao thì ba con và bác cũng là chỗ anh em bạn đáy thâm tình. Như vậy bác phải càng tích cực giúp con. Con rất cần tiền để cứu má con. Nếu không lên Sài Gòn mổ kịp lúc thì má con rất khó giữ mạng sống. Bác làm ơn giúp con đi. Thôi thì bác tính như vậy, bác sẽ cho con mượn một số tiền để con trị bệnh tim cho má con. Con cảm ơn bác. Con đến đây gặp bác không phải để mượn tiền, mà để xin bác một việc làm. Nếu bác không giúp được, con xin phép. Con chào bác. Khoan đã, con ngồi xuống đi. Cái tánh của mày giống y chang, ngang bướng như thằng cha của mày. Ngồi xuống đi, bác đồng ý. Thiệt hả bác? Con cảm ơn bác nhiều lắm. Đâu sớm vậy? Mà sao anh mặc đồ này? Nó nhỏ thôi, đừng để má nghe. Anh đi làm đáy hàng khơi ở chỗ bác Ba Hậu. Sao mà anh làm được? Từ đó giờ đi học trên Sài Gòn không ạ? Đó không phải là chuyện của em. Dù chuyện, nhưng mà ra khơi sóng gió nguy hiểm lắm á. Anh biết, nhưng không còn cách nào khác. Anh phải kiếm tiền để mổ tim cho má. Nếu không, má không sống lâu được với anh em mình đâu. Má thức dậy, má hỏi, rồi em nói anh đi đâu giờ? Thì nói anh có chuyện gấp, phải chạy về trường gấp để làm bài tốt nghiệp. Rồi anh sẽ về. Vậy nghe, nhớ ở nhà của chừng má, cho má uống thuốc đúng giờ đó. Vậy anh hai đi cẩn thận nha. Bác Ba, dạ chào bác Ba. Sao ngó mày á, tao nhớ ba mày hồi đó. Tội nghiệp ba mày mất sớm, chứ nếu không giờ này cũng là chủ cả như ai. Nếu đi làm có lấn cấn chuyện gì, khó khăn gì đó cứ nói với bác. Dạ không sao đâu, ở dưới tàu á anh em ta sao thì con vậy thôi. Ừ, đây cũng là cơ hội để con rèn luyện bản thân. Ừ, mình mà ra ngoài á con gặp Tư Hanh giữ đái ở ngoài á. Dạ, cũng là bạn thân của ba con. Dạ, có người quen trò chuyện giữa đêm khuya giữa trùng khơi cũng đỡ buồn. Dạ con đi nghe bác. Ừ. À, bác Ba, nhưng mà chuyện này bác Ba đừng tiết lộ cho má con biết nghe. Ừ, má con sẽ lo lắm. Ừ. Dạ. Ừ, yên tâm đi. Ừ. Dạ giờ con đi, đi con. Đi bác Ba. Ờ, anh giỏi nha. Để coi cho đi. Đó, kéo hả? Nhìn nó sao? Để tự nhiên nha.
Mình nghĩ chắc phải có chuyện gì cho nên ảnh mới biến mất như vậy đó. Ê, có khi nào ảnh về quê cưới vợ không? Ồ, cũng dám lắm á. Không chừng anh ta đã có vợ trước khi lên thành phố đó bà. Hay bà không giúp tôi thôi, còn tung tin bậy bạ nữa. Vậy mà hôm bữa sinh nhật bội Châu á, bà hứa là sẽ giúp tôi đi tìm Hoàng Nam giùm tôi. Giờ bà không đi thôi, tôi đi mình. Đừng giận, đừng giận, đừng giận mà bạn Hiền nha. Đừng, đừng để đàn ông chia rẽ tụi mình mà. Nhưng đã hứa rồi, cũng phải giúp bạn chứ. Muốn giúp thì cũng phải có kế hoạch chứ bà. Cái khó nhất ở đây á là phải xin phép ba mẹ của bà. Làm sao mà cho bà đi mà không có nghi ngờ gì. Vậy là mình đã nghĩ ra chưa? Công tác xã hội đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Để lên, để lên, để lên. Đi, 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 đi. Trời ơi, đợi tôi với coi. Vô đi. Dạ. Em chào chị. Mấy đứa đi đâu vậy? Chào chị. Chào chị. Mấy đứa có chuyện gì không? Dạ. Dạ. Có chuyện gì? Dạ. Chuyện làng gì? Chị có thể cho em xin một tờ giấy đi công tác xã hội và địa chỉ nhà của anh Hoàng Nam không? Nhà Hoàng Nam nữa hả? Em xin để làm gì? Nói đi. Tại mấy bữa nay tụi em không có thấy anh Nam đi học, cho nên là tụi em muốn xuống dưới để coi anh Nam tại sao không đi học, coi thử có chuyện gì xảy ra với ảnh không á chị. Có chị thiệt không chị, đó đúng rồi chị. Dạ, nếu như mà không có giới thiệu công tác xã hội, sợ gia đình tụi em không có cho đi. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt mà. Chị nha, chị đồng ý cho tụi em nha. Nha chị. Có thiệt là đi không? Xuống nhà Hoàng Nam phải không? Dạ thì em không làm gì bậy bạ đâu, tụi em chỉ muốn giúp đỡ bạn học thôi à. Thôi được rồi, chờ chị xíu. Đây, đây là địa chỉ nhà Hoàng Nam với Trà Vinh. Còn đây là giấy giới thiệu đến các địa phương ở dưới để các em đi khảo sát về lập phương án. Cất vô đi, cất vô. Cảm ơn chị. Đi làm công tác xã hội mà có chị đi cùng thì rất rất vui. Chỉ tiếc là năm nay Hoàng Nam và ba em sẽ tốt nghiệp ra trường. Mỗi người mỗi ngã, không còn cơ hội cùng nhau làm việc nữa. Vậy khi nào mà trường có tổ chức sự kiện gì, chị cứ nhắn tin cho tụi em sẽ có mặt liền. Hey, trừ khi có người là theo chồng bỏ cuộc chơi thôi. Nói chị Liên. Gì? Bà thì có. Chị Liên, nó đang tìm cách ly khai tụi em ra khỏi chị. Như vậy thì cũng tốt thôi, mấy em cũng đều trưởng thành hết rồi mà. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi, tụi em cảm ơn chị Liên nha, tụi em xin phép đi. Thôi mấy em đi đi. Dạ, em đi chơi chị. Vui vẻ ha. Dạ, dạ. Em cảm ơn nếu chị có cần cái gì thì cứ gọi chị. Cho chị biết ha. Dạ, dạ. Cảm ơn chị nhiều. Bye bye, em. Bye, bye chị. Chị lên. Nè, nhảy chân cất đi, địa chỉ của anh Hoàng Nam và giấy giới thiệu đó. Nhanh mà về trình với sư phụ đi bà. Thôi, hai bà giúp tôi thì giúp cho trót. Có hai bà đi sẽ tăng sự thuyết phục. Ôi, ê, bộ Châu, hai cái bản mặt móc của tụi mình cũng có giá quá ha.
em mới đi lần đầu. Cái gì mấy anh chị giúp em nghe. Tôi thấy cậu phải là dân làm đái, giống dân tài tử đóng phim quá. Cậu có phải cháu ông Ba Hậu không? Cậu là cháu ông Ba Hậu phải không? Dạ, nhưng em đi làm đái thiệt mà, chứ đâu có nói giỡn làm gì. Hồi đó giờ Nam có đi làm đái ở đâu chưa? Chưa làm lần nào, nhưng mà em biết. Tại vì ba em trước đây á là bạn làm đái chung của bác Ba Hậu. Hơn nữa lần này em chỉ đi phụ bác Tư Hanh thôi. Bác Ba Hậu nói vậy. Mà có biết bơi không? Làm đái mà không biết bơi là chết á. Em không có biết bơi. Trời đất, cha này liều mạng ghê ta. Không biết bơi mà đi làm đái. Lát nữa theo tàu về lại bến đi cha. Em không có biết bơi nhưng mà biết lặn được không? Bà cho con nhỏ Trân tham gia mấy vụ này làm gì? Đi học lại đi học, chỉ có đi học thôi. Ông nói vậy mà nghe được à? Con nó đi học thì phải tham gia công tác của nhà trường chứ. Đi ra xã hội tiếp xúc với nhiều người thì nó trưởng thành hơn, hiểu biết cuộc sống hơn. Có bao giờ nhỏ Trân đi xa nhà như vậy đâu. Bà cười cái gì? Tôi cười á vì ông làm cha mà không biết con gái mình ra làm sao. Nó đang làm gì, nghĩ gì, học hành ra làm sao, quan hệ với những ai. Bà không thấy là tôi bận trăm công ngàn việc hay sao? Tôi nói như vậy á là để chỉ nói với ông là con Nhã Trân nó không còn bé bỏng như ông nghĩ đâu. Dì Tư ơi. Ơi dì Tư ơi, dì Tư nhanh lên dì Tư. Cái gì mà hối dữ vậy? Chào dì Tư. Con chào dì Tư ạ. Chào, chào ba đứa. Dì Tư nhớ con không? Nó lớn rồi mà nó làm như con nít vậy đó. Ba còn có nhà không dì Tư? Có. Ông bà chủ đang ở trong phòng khách đó, đang nói chuyện về con đó. Ông bà chủ à, đang căng thẳng lắm. Con vô trong là biết liền. Con vô là hết căng liền. Không phải tôi cấm đoán Nhã Trân ra ngoài tiếp xúc với nhiều người ngoài xã hội, nhưng tôi chỉ muốn nó thận trọng, đừng để điều gì đáng tiếc xảy ra đối với nó thôi. Con chào ba má. Dạ thưa hai bác, con mới tới. Con chào hai bác. Chào tụi con. Chào con. Mấy đứa ở chơi nha. Dạ. Sao rồi má? Hơi căng đó con. Ba không cho hả? Nhưng mà cuối cùng thì duyệt rồi. Má tuyệt vời. Được chưa? Lần đầu tiên tôi mới đi xuống miền Tây, thấy cái gì cũng lạ ha. Cậu Bắc Mỹ Thuận nè. Anh Hoàng Nam á, ảnh là dân miền Tây chính gốc luôn. Vài bữa nữa hả, bà có thiếu gì cơ hội để đi xuống đây đúng không? Mà không chừng á, bà gia nhập hộ khẩu làm người dân sống dưới đây luôn, đúng không Nam Anh? Không sai. Tôi với bà hộ tống Nhã Trân đi xuống đây tìm chàng là một sai lầm. Sai lầm gì chứ? Giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn mà nói vậy đó. Chứ còn gì nữa, giúp bà đi tìm thấy chàng là coi như tụi tôi mất trắng bà rồi còn gì nữa. Không có đâu. Chàng một bên, hai bà một bên. Nhớ nha, nhớ nha bọn cháu. Nhã Trân nó nói á, tôi với bà ngủ chung một giường với hai vợ chồng đó kìa. Hai cái bà này biến thái ghê. Biến thái ghê. Thích quá đi. Cho tôi biến thái với. Bà này.
Bác Tư, hình như anh Sáu đang gặp trục trặc gì ngoài á, em ra ngoài phụ ảnh nha. Ờ, em ra ngoài đó phụ ảnh đi. Má ăn cháo rồi uống thuốc nha. Ừ. Anh hai con nó nói chừng nào nó về? Dạ, anh không nói chừng nào. Mà anh chỉ nói anh lên trường làm một số tốt nghiệp, xong rảnh về liền. Má ăn đi cho nóng. Con vô trong lấy thuốc cho má nha. Uống thuốc hoài ngán quá, không uống nữa có được không? Má thấy trong người má khỏe nhiều rồi mà. Bệnh tim của má là phải uống thuốc đều đặn và đầy đủ thì mới được. Anh hai lên Sài Gòn là để hỏi thăm bệnh viện ở trên đó đó, xong rồi đưa má về điều trị nữa. Trời ơi, lên Sài Gòn chữa bệnh tốn tiền dữ lắm, lấy tiền ở đâu ra? Thôi, trời cho má sống được với tụi con lúc nào thì hay lúc đó đi. Má nói vậy sao được? Con nghe bác sĩ ở huyện nói á, là má phải lên Sài Gòn điều trị thì mới khỏi được. Nhưng mà nhà mình làm gì có tiền. Thôi đi, con điện thoại nói với anh hai con mau mau về. Có nó ở kế bên má là má yên tâm rồi. Được rồi, má ăn cháo đi kìa. Ê, sao sao quá vậy bà? Bà hỏi người ta kỹ đường chưa vậy? Hỏi kỹ rồi, người ta nói đi hết con đường này tới một cái xóm, rồi vô đó hỏi tiếp. Tôi thấy lo cho bà quá trơn ơi. Lo cái gì? Bà nhắm bà có thể sống nổi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này không hả? Trời, hoàn cảnh ở đây cũng đẹp chứ bộ. Ê, mà ngẫm nghĩ tôi cũng thấy ngưỡng mộ bà ghê. Bà đúng là lãng mạn thiệt á. Một túp liều tranh hai quả tim vàng. Sức mạnh của tình yêu đó bà ơi. Bà chưa yêu biết gì mà nói. Bà làm như sao bà biết tôi chưa yêu? Có bà chưa yêu thì có. Chưa yêu mà bị đặt rồi làm cô giáo hoàng người ta yêu. Thôi mà... Khi nào về Sài Gòn mỗi người giới thiệu cho tôi một người bồ được chưa? Cái quầy. Bồ ở đâu ra sẵn vậy bà? Đàn ông bây giờ thì nhiều như lá, mà kiếm được một người yêu chắc là... Khó như tuyết rơi mùa hè đó bà. Ủa mà tại sao phải kiếm thằng bồ? Để cho kiếm nó xong rồi nó sanh cho mình một đứa con, gọi mình là má cho vui tay. Thì đâu cần phải kiếm thằng bồ chi đúng không? Mất công phiền phức, mất tự do. Được, được, được. Để tôi coi, hai bà tôn thờ chủ nghĩa độc thân tới khi nào. bác tài, chạy chậm chậm một chút, để con xuống con hỏi đường. Dạ.
Ba mày ngày xưa ổng đẹp trai nhất sớm luôn á, gái bu ổng nhiều lắm. Ổng đâu chịu ai đâu, chịu mình má mày. Bây giờ nhìn mày giống y chang ba mày hồi xưa hả? Mày không Sài Gòn chắc nhiều gái theo lắm hả mày? Làm gì có. Tao nghe nói gái Sài Gòn chịu chơi lắm hả mày? Ủa sao mày không nghe điện thoại đi? Nghe không nghe là quyền của nó đúng không Nam? Nhìn nó kìa, nghe không nghe, tắt không tắt, biết là con gái liền. Phải không Nam? Sao rồi? Có tín hiệu nhưng mà không ai trả lời. Ủa? Chắc là ảnh một nơi, máy một nơi đó. Ê, vậy có khi nào anh cố tình tránh mặt bà không vậy? Nghe điện thoại đi, không có trả lời. Thôi mình đi về đi, coi thường người ta quá à, tức quá. Ừ, tôi cũng thấy vậy á. Không phải chuyện của tôi mà tôi còn thấy bực bội nữa kìa. Thôi đi về đi bà, coi như là tụi mình đi dã ngoại một chuyến đi. Thôi về đi, đi. Thôi thôi thôi, dù sao tụi mình cũng đã cất công xuống đây rồi, sắp gặp được ảnh rồi. Bây giờ hai bà tự nhiên lại đòi đi về nữa rồi. Hay là hai bà mệt thì vô xe ngồi nghỉ đi, để tôi hỏi người đi đường nè. Người ta nói ở trên con đường này nè. Cô ơi, cô cho con hỏi, anh Hoàng Nam ở đâu vậy cô? Là nhà có đứa con trai đi học ở Sài Gòn. Dạ. Con trai bà Ba Thu. Dạ, dạ. Bây giờ cô đi thẳng đường này nè, đến cây cầu trắng, cô quẹo trái, nhà bà Ba Thu ở đó đó. Cây cầu trắng đằng kia phải không cô? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Con cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn dạ, cô. Cảm ơn cô. Cho chị hỏi, nhà anh Hoàng Nam ở đâu? Nhà bà Ba Thu ở đâu? Dạ, trong này nè. Chị Trúc ơi, chị Trúc ơi, có ai tìm chị nè? Con ra ngoài coi có ai kiếm kìa. Dạ. Ai kiếm chị vậy em? Kìa. Cảm ơn nghe. Em cho chị hỏi thăm, phải nhà anh Hoàng Nam ở đây không? Dạ phải. Anh Hoàng Nam có nhà không em? Mấy chị ở Sài Gòn xuống phong. Chị, đây đúng là nhà anh Hoàng Nam rồi. Em là Trúc, em gái của anh Hoàng Nam. Ủa? Chị là Nhã Trân, bạn của anh Hoàng Nam. Em gái anh dễ thương quá. Mấy chị, nếu mà má em có hỏi anh Hoàng Nam ở đâu á, thì mấy chị nói ảnh lên Sài Gòn rồi nha. Hả? Ủa? Anh Hoàng Nam chưa có lên Sài Gòn, chị không có gặp. Em dặn sao thì chị cứ nói vậy đi nha. Nghĩa là anh Hoàng Nam còn ở đây hả? Sao dạ. Kỳ vậy? Trúc à, ai vậy con? Dạ, mấy chị bạn anh Hoàng Nam á má. Con nói thằng Nam nó đi Sài Gòn rồi. Dạ. Chị, mấy chị tìm anh hai em có gì không? Có, thì chị mới lặn lội xuống đây chứ. Chị phải gặp cho được anh Hoàng Nam. Anh đang ở đâu vậy em? Chị xin hứa sẽ không nói với ai đâu. Anh đi làm đáy hàng khơi rồi. Hàng khơi? Là ở đâu? Làm gì? Là sao? Không biết. Chị không biết đâu. Đáy hàng khơi là làm ngoài biển khơi á. Sao anh lại ra đó? Tại má em bị bệnh tim hiểm nghèo nên phải có tiền lên Sài Gòn để mổ. Nhà em thì chị thấy rồi đó. Chị hiểu rồi. Cho nên anh phải dạ
dạ, cháu chào bác. Chào bác hả? Dạ chào bác ạ. Mấy cô không phải là người ở đây chứ? Dạ, tụi con là bạn học của anh Hoàng Nam. Dạ. Tụi con ở trên Sài Gòn xuống, tìm ảnh có chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy tụi con? Dạ. Dạ, ảnh còn nợ bài thi học kỳ. Nếu mà ảnh không có điểm thi học kỳ thì ảnh sẽ không có được xét thi tốt nghiệp. Hả? Cái gì? Nó không được thi tốt nghiệp hả? Trời ơi, nó lên Sài Gòn học bao nhiêu năm nay, vậy mà bây giờ Trúc má nói gì kỳ vậy? Má sao không? Tự nhiên nói nợ tốt nghiệp là sao? Con ơi, không bác ơi. Trúc ơi, con nói lộn. Ảnh được nhà trường xét thi tốt nghiệp. Dạ. Nhưng mà dạ đúng rồi đó bác. Dạ. Cần phải có một số giấy tờ, cần phải ảnh ký. Cho nên con nghe nói ảnh về quê nên con về tìm. Dạ, dạ đúng rồi, đúng rồi. Vậy mà làm bác cứ tưởng. Thôi, mấy vô nhà nghỉ đi nha. Con mời mấy cô vô nhà ngồi nói chuyện chứ ai đứng ngoài này có sao được con. Dạ, bác. Con cảm ơn bác. Mấy chị vô nhà ngồi chơi. Ê, bà thấy sao chứ hả? Tôi thấy Nhã Trân đang rơi vào tình huống bi kịch lắm luôn á. Nhà nó thì đại gia trên Sài Gòn, còn nhà của anh Hoàng Nam á thì như vậy. Tôi cũng biết nói sao nữa. Hai bà nói gì vậy? Hả? Nói xấu tôi hả? Không phải, tụi tôi cũng chỉ muốn tốt cho bà thôi. Bà nói cho Nhã Trân nghe đi. Ý kiến gì? Bà khởi xướng thì bà nói đi. Cái bà này, sao thường ngày bà lanh lẹ, tài lanh lắm mà, sao giờ bà lại như vậy? Bà nói đi. Mệt hai bà quá, có chuyện gì mà cứ đá qua đá lại hoài vậy? Trân, mình về đi. Tại sao? Tôi lặn lội xuống đây để gặp anh Hoàng Nam mà. Nhưng mà bà gặp để làm gì? Quên ảnh đi. Sao bà lại nói vậy? Tại vì tôi thấy á, chuyện tình cảm giữa bà với anh Nam không có đi tới đâu được đâu. Tại sao từ trước tới giờ bà có nói với tôi cái giọng đó đâu? Nè, bà nhìn nhà ảnh vậy nè, rồi khoảng cách giữa nhà bà với nhà ảnh xa nhau như vậy. Xa đến nỗi mà tôi không hình dung được nó như thế nào luôn á. Bội Châu nói đúng đó Trân. Tôi cũng thấy khó xử cho bà nữa đó. Nhưng mà tôi yêu anh Hoàng Nam đâu phải vì những thứ đó. Tôi hiểu, nhưng mà còn ba má bà thì sao? Khi họ biết sự thật éo le này thì họ sẽ như thế nào? Cảm ơn hai bà đã quan tâm tới tôi, nhưng tôi đã đi xuống tới đây để tìm anh Hoàng Nam thì không có lý do gì để tôi quay về. Nhưng mà... Mấy chị ơi, mấy chị ơi. Có má chuyện ơi, gì vậy? Mấy chị giúp em đi, má em kìa. Có chuyện gì? Má ơi, má. Bác ơi, má ơi, má. Bác có thường bị vậy không em? Má ơi, em đã cho má em uống thuốc chưa? Có không? Dạ có, bác sĩ có cho chị. Vô lấy thuốc trợ tim cho má em uống đi. Lên em. Lẹ lên em. Sao sao cho bác đỡ mệt đi. Má về uống thuốc nè má ơi. Bác ơi, bác về uống thuốc đi bác. Đỡ uống đỡ thuốc đi má. Nè, nước nè. Từ từ thôi em. Má thấy sao hả má? Thằng Nam đâu? Con đi lên Sài Gòn kêu nó. Dạ. Vậy em dạ cho má. Dạ. Bệnh viện nằm ở đâu em? Má ở đâu? Nằm ở đâu vậy em? Má nằm ở lên. Nằm ở đâu má? Trời đất ơi. Má. Hai bà ở đây đi, để tôi với Trúc vô được rồi. Bây giờ tôi tin là có kiếp trước rồi đó bà. Bà thành Phật tử hồi nào vậy bà? Nè, tôi hỏi bà nè, nếu như không có kiếp trước á, tôi không có lý do gì cắt nghĩa được tại sao Nhã Trân lại hành động như vậy luôn á. Nhã Trân á, vốn đa cảm hay thương người mà. Lòng trắc ẩn không thôi chưa đủ bà ơi. Tôi nghĩ là kiếp trước nó phải tạo nên cái nhân nào đó để kiếp này nó phải nhận một cái quả quá nặng như vậy đó, bà biết không?
Nam ơi Nam, có điện thoại kìa Nam. Kệ nó. Ê, sao kìa? Sao rồi em? Chị cho em mượn điện thoại của chị đi. Chị bấm số 2 giùm em luôn. Chứ chị Trần gọi không nghe máy gì hết trơn à. Số của tôi gọi nó không nghe máy nữa. Nè, em gọi đi. Dạ. Anh không có nghe máy. Em gửi chị nè. Sao kỳ vậy? Mấy chuyện hệ trọng này sao anh không nghe máy chứ? Tránh mặt thì tránh luôn cả má ảnh hả? Em gọi lại thử xem sao. Lỡ ảnh có việc gì bận giữa biển thì sao? Lần này mà ảnh không nghe máy nữa thì mấy chị cứ đưa má em lên Sài Gòn đi. Khỏi chờ ý kiến của ảnh nữa. Nam ơi, có ai gọi nữa kìa? Giờ kệ nó. Gọi hoài không được, nó tự tắt thôi à. Lỡ má mày ở nhà có chuyện gì sao? Mày lên mày nghe thử coi. Không phải thì cúp máy mấy hồi. Lỡ má mày có chuyện gì hối hận cả đời á. Dạ. Alo. Em là Trúc nè. Em mượn điện thoại chị Lam Anh. Mà sao nãy giờ em gọi anh không nghe máy gì hết trơn vậy? Ủa, em gặp Lam Anh ở đâu mà mượn máy vậy? Nãy giờ anh bận kéo lưới nên không có rảnh. Mà có chuyện gì vậy? Má lên cơn đầu tiên. Đang trong phòng cấp cứu đây nè. Không có máy chỉ là em mệt luôn á. Ủa, má lên cơn nữa hả? Mà đang ở đâu vậy? Ủa mà sao có nhà Trân ở đó nữa? Chị Trân đang đứng cạnh em nè. Anh nói chuyện với chị nha. Không có máy chỉ á là em mệt luôn rồi. Alo. Alo, Trân hả? Sao? Chuyện em có mặt ở đây nói sau đi. Bây giờ quan trọng nhất là phải lo cho bác. Má tôi sao rồi? Bác sĩ nói là phải chuyển lên thành phố. Tụi em đã lo xong tất cả giấy tờ thủ tục rồi. Bây giờ tụi em sẽ chuyển bác lên thành phố. Có gì tụi em sẽ gọi điện báo anh sau nha. À, quên nữa. Anh có khỏe không? Anh nói gì đi, anh có khỏe không? Tôi khỏe. Cảm ơn nhà Trân đã lo cho má tôi. Vậy bây giờ tụi em đưa bác lên thành phố nhập viện luôn nha. Cảm ơn Trân. Má mày gọi phải không? Dạ. Có gì không? Má còn bệnh nặng rồi, phải chuyển về thành phố. Vậy mày phải về trên đó coi làm sao. Chứ còn Út nó đâu biết gì. Dạ, chứ con phải đi quá. Chút nữa có ghe ra lấy cá mày theo mày vô. Dạ. Trúc. Dạ. Không sao đâu em, đừng có lo như vậy. Dạ. Ê Trân, hay bà ngồi ở đây với Trúc đi. Để tôi với Lam Anh ra ngoài mua nước cho hai người uống nha. Đi. Rồi. Chị ơi, không biết má em có sao không mà. Nãy giờ không nghe tâm hơi gì hết á. Em bình tĩnh đi, bệnh viện ở đây người ta giỏi lắm. Bác sĩ cũng có tay nghề nữa, đừng có lo. Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Thu? Dạ em ạ.
Em cầm tờ giấy này xuống ngoài thu ngân, đóng tiền rồi quay lại đây nghe. Bệnh nhân có sao không chị? À, theo yêu cầu của bác sĩ là bệnh nhân phải mổ cấp cứu gấp, cho nên hai em đi đóng tiền đi. Chị nha. Dạ. Chị Trân ơi, sao mà trong đây nó liệt kê nhiều thứ quá à? Chắc là tốn nhiều tiền lắm phải không chị? Để chị coi. Phải chị có anh hai của em ở đây, chứ tiền bạc em đâu có đâu mà lo cho má. Em yên tâm đi, chuyện này để chị lo. Bây giờ em ngồi đây đợi chị. Chị đi một lát rồi quay lại ngay. Em nhớ đừng đi đâu nha. Dạ. Em cầm đỡ để chi tiêu lặt vặt. À, em đâu có xài gì đâu, chị giữ lại đi. Ở đây không phải như dưới quê đâu, em cứ cầm đi, chị quay lại ngay. Anh hai sao quay được chị Nhã Trân này hay thiệt. Chị vừa đẹp lại vừa tử tế nữa. Con nghe nè má. Chừng nào con về? Dạ, chắc một hai bữa nữa công tác mới xong má. Có chuyện gì không má? Nhà có việc. Con nói với trường á, cho con về đi. Nhưng con đang làm nửa chừng, sao bỏ ngang được? Má hiểu. Nhưng mà ba con yêu cầu con phải về liền. Nhà có chuyện quan trọng đó con. Chuyện quan trọng là chuyện gì? Thì là chuyện... Mà đưa đây. Chuyện hôn nhân giữa con với lại Tuấn Trung. Nó mới vừa từ Mỹ về kìa. Dạ, xin mọi người đợi ngoài. Ê, bây giờ làm gì đây? Làm gì là làm gì? Bà hỏi Nhã Trân đi. Thôi bà về trước đi, để tôi với Trúc ở đây được rồi. Một mình bà ở đây được không? Được, không có sao đâu, tôi tự lo được mà. Ừ. Đi, mình đi về trước đi. Về trước nha. Ừ. Vậy tôi đi nha, có gì alo á. Chào hai chị. Về trước nha. Nhìn thấy bà Trân á, tôi thương bà quá à. Những tháng ngày sắp tới á, chắc là không thể sống trong yên ổn rồi bà ơi. Nhưng mà trong chuyện này tụi mình đâu có làm được gì đâu. Cũng bó tay thôi bà ơi. Ba đứa mình á, đã coi nhau như là chị em ruột rồi. Mà bây giờ mình để cho Nhã Trân chết chìm trong vụ này á hả? Thiệt tôi không đành luôn á. Đó là đứng về góc độ của bà thấy như vậy. Nhưng mà Nhã Trân đâu có chấp nhận điều đó. Tôi á, thì tôi thấy Nhã Trân đang hạnh phúc khi mà gánh vác nỗi nhọc nhằn này đó bà. Hạnh phúc hả? Trời, bà có nói đùa không vậy? Trúc, dạ? Lại đây ngồi đi em. Dạ. Chắc là không sao đâu, đừng có lo. Hay là em ngồi đây để chị đi mua nước nha. Dạ. Trúc. Anh hai.
Má sao rồi? Má đang mổ ở trong á. Phải mổ hả? Dạ. Mổ tim nhiều tiền lắm đó. Chị Trân đóng tiền viện phí rồi. Anh lên hồi nào, sao anh biết ở đây vậy? Em báo cho anh biết đó chị. Cảm ơn nhà Trân. Tôi sẽ trả tiền lại, phải không?